Bạn đang nghe đây. Tình hình nhà nào? Ổn không? Ổn chứ. Mình có kiến thức này, am hiểu này, cho nên là chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Yên tâm nhá. Nói chuyện kiểu gì đấy? Việc gì? Mai gặp nói rõ hơn, được chưa? Nói chuyện kiểu gì cứ như AI đấy. Đến giờ ăn cơm mà còn đi đâu nữa? Em đi có việc. Hân ơi, xuống ăn cơm kìa. Chị chưa về à? Chưa, mẹ em bảo chị ở lại đây ăn cơm đấy. Mà có chị hai mẹ con đỡ căng thẳng còn gì nữa. Đến chị cũng biết thế. Ông Đức Anh chả ra sao à? Chị xuống trước đi. Này, xuống nhanh đi nhá. Mẹ em đang căng lắm đấy. Nhớ đóng cửa cho em nhá. Kiểm định nữa, lại còn có cả hàng test nữa để mình kiểm tra xem có phù hợp với làn da của châu Á hay không. Mẹ ơi, con xin phép vừa ăn vừa họp online ạ. Ăn rồi còn họp nữa hả con? Dạ. À, không. Con mời mẹ ạ. Trời đánh tránh miếng ăn. Em thấy làm chủ mà còn khổ hơn cả em mà chị ạ. Bọn trẻ bây giờ lạ thật. Họp ở công ty chưa chán à, lại còn mang cả về nhà. Nó có họp thật không nhỉ? Hay đang buồn chuyện với đứa nào mà cười tươi thế kia? Chắc là thật. Mà không cười chả lẽ lại khóc hả chị? Đúng rồi, mình phải có cái thời gian test dài ấy chứ. Hàng của Mỹ mà làm sao nhập bừa bãi được. Nhà có mấy người, chả bao giờ bữa cơm đầy đủ, cả tử tế cả. Đây rồi anh. Bạn đang nghe đây. Tình hình nhà nào? Ổn không? Ổn chứ. Mình có kiến thức này, am hiểu này, cho nên là chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Yên tâm nhá. Nói chuyện kiểu gì đấy? Việc gì? Mai gặp nói rõ hơn, được chưa? Nói chuyện kiểu gì cứ như AI đấy. Thế là ở nhà ổn đúng không? Ok. Họp nhanh lên, chị ăn cơm đây này. Ok, thế nhá.